Liên tục chương trình là một số câu chuyện đời sống kinh tế dân sinh đáng chú ý khác. Thưa quý vị, chợ đầu mối nông sản Thủ Đức sẽ dừng các hoạt động tập kết giao hàng trực tiếp từ sáng nay cho đến khi đủ điều kiện an toàn chống dịch. Quyết định được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức Nguyễn Bạch Hoàng Phụng ký ngày 6 tháng 7 nhằm đảm bảo an toàn chống dịch trong bối cảnh chợ đầu mối này đã ghi nhận nhiều ca dương tính với COVID-19. Công ty cổ phần quản lý và kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức được đề nghị sớm thông tin cho các thương nhân biết để thay đổi hình thức vận chuyển. Thay vì mua bán trực tiếp, chợ cần kinh doanh theo hình thức trực tuyến, giao hàng tận nơi cho khách, không để ách tắc hàng hóa. Hiện, cả 3 chợ đầu mối lớn của thành phố Hồ Chí Minh đã dừng hoạt động. Chợ đầu mối Bình Điền, quận 8 đã ngưng hoạt động ngay sau khi phát hiện nhiều ca dương tính, lây lan đến một số quận huyện và tỉnh lân cận. Trước đó, chợ đầu mối Hóc Môn tạm ngưng hoạt động từ ngày 28 tháng 6 để phòng dịch sau khi phát hiện nhiều ca nhiễm.